Với lời chào của em Hoàng An đến tất cả chị cô bác thân yêu. Chào mừng tất cả chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương của em Hoàng An. Hôm nay chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Và cáo lỗi đến anh chị, ngày hôm qua em Hoàng An có lên sóng báo giá tổng quan tất cả các mẫu xe thì có một cái đoạn về sau do trục trặc ở cái mic á, nên là bị mất tiếng ở đoạn sau. Thì ngày hôm nay thì em Hoàng An sẽ quay bù lại những cái mẫu xe hôm trước, hôm qua và hôm nay thì cũng thêm rất nhiều các mẫu xe mới về, nên là em Hoàng An lên sóng để cập nhật để gửi tất cả anh chị nhá. Thì mời anh chị đi vào đây. Đây, hôm nay chủ nhật và giờ này thì đang là giờ trưa, đang giờ nghỉ trưa, nên là em cũng tranh thủ giờ này khách đang vắng lên sóng để phục vụ anh chị. Thì trước tiên để vào giới thiệu tất cả các mẫu xe thì em cũng có đôi lời như này. Cũng thật ra thì là cũng vài lần rồi nhưng mà có ngày hôm qua thì khi mà em lên sóng video tổng quan ấy, thì cũng có rất ít thôi, chỉ có một khách hàng thôi vào bình luận với một điều kiện mà thật ra là em cũng không biết khách hàng ấy là ai. Nhưng mà gần như là mẫu xe nào, video nào cũng vào bình luận. Thật ra để mà em loại bỏ cái bình luận đó thì rất là đơn giản thôi. Nhưng ở đây, ở một góc độ là khi mà mua một xe cũ mà có thể là anh ấy chưa mua nhưng mà em không biết anh là ai, nhưng mà vào bình luận rồi nói là bên em làm ăn thế này, làm ăn thế kia, bán xe như này thế kia. Thật ra thì tất nhiên bên nào cũng có, nhưng ở đây khách hàng là người biết rõ nhất. Khi mà mua một chiếc xe chắc chắn rằng khách hàng sẽ xem đi xem lại và cũng có thể là test hãng, test thợ thầy, và tất cả xe bên em đều bao test thoải mái cho chị. Đấy, anh chị cứ lên xem xe, xe lỗi bao test cho chị và bọn em bán ra, bọn em còn viết giấy. Nếu sau này kể cả anh chị có đi, nếu lỗi hoặc bao test, nếu test hãng mà ra lỗi em bao quay đầu cho anh chị và hoàn tiền 100% cho anh chị, chứ không phải là mình bán xong là xong, bọn em còn bảo hành cho anh chị nữa. Vì vậy mà em không loại bỏ bình luận đó mà để nguyên như vậy, để anh chị biết rằng ở đây cái vấn đề đây mình rất là khách quan thôi, không phải vì một mục đích, vì một lý do nào đó em không biết mà lại đi nói như vậy trên cái kênh trang cá nhân của em Hoàng An. Rất mong là anh đó nếu mà có xem được video này thì cũng mong là anh thôi thì hãy bỏ qua cho em đi, thì để bên em cũng không muốn làm gì mà phải căng cả, rất là đơn giản thôi. Anh có thể anh không ưng bên em thì có thể bỏ qua, không sao cả anh chị nhá. Còn nếu mà anh đã mua một chiếc xe nào đó bên em thì anh cứ để lại bình luận là anh đã từng mua chiếc xe nào bên em bị như vậy cho em biết là được anh chị nhá. Rồi thì không làm mất thời gian của anh chị nữa, em An chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video kênh YouTube của em An. Đừng quên cho em An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh, đặc biệt là anh chị hãy nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Bây giờ em sẽ giới thiệu những cái mẫu xe mới về đây. Đi ra ngoài này em sẽ có một chiếc xe vô cùng đặc biệt để gửi tất cả anh chị. Chúng anh chị là một chiếc Kia Carens 2016, một chủ từ đầu, và chiếc xe này là sơn zin 100%, một chủ đầu, đăng ký lần đầu tháng 3 2016 vừa về, mới đi có 24.000 25.000 km, mang biển số Vĩnh Long. Quá là khó tin nhưng mà chiếc xe này không bao giờ biết nói dối. Đúng 24.000 sai, em Hoàng An tặng chiếc xe cho anh chị nhé. Xe vừa về 25.000 km. Đó, mua tại chủ. Biển này ở Vĩnh Long anh chị nhé, Vĩnh Long 64. Đăng ký lần đầu tháng 3 2016, một chủ từ đầu. Anh chị có thể thấy cái máy đây. Nó quá đẹp và mới đi. Đây. Dơ nhưng mà anh chị nhìn những cái chi tiết ốc chân máy không? Đẹp nha, đây đứng ngồi bên đây cho anh coi ha. Đó, anh chị coi. Rất mới, nó một cái xe đi có 26 đi 25.000. Thật ra là em An luôn mua được những chiếc xe thực sự mới, bởi vì em chấp nhận mua cao để về phục vụ anh chị, chứ không phải là mình mua rẻ được. Xe đẹp thì không thể là mua rẻ được đâu anh chị. Đó. 25.368 triệu mẫu xe này còn hỗ trợ ngân hàng, rất mới. Mẫu xe này thì sẽ rửa dọn và làm đẹp lên thì chắc chắn là còn mới hơn rất là nhiều luôn. Đây, cho chị coi mở bên kia đi em. Rất đẹp luôn. Đó. 2015, 2016, 25.000 chuẩn đây cho anh chị coi. Chuẩn luôn, 25.000 chuẩn, không sai 1 km nào. Đó. Siêu mới ạ. Đấy, anh chị nhìn thấy cái khóe vô lăng. Đó. Rất đẹp luôn. 25.000. Đây. Mới tinh luôn. Tất cả những cái chi tiết ni lông còn nguyên này. Những cái ni lông còn nguyên. Đó. Mới tinh. Đây. Đó. Cái ghế này là ghế vào thôi chị nhá, ghế vào thôi. Ghế vào chứ không phải là nguyên bản đâu. Nguyên bản là ghế lỉ. Đó. Không đi cũng để nó sẽ hư thôi. Đó. Bộ ghế này thì anh chị mua em An sẽ làm lại cho anh chị. Đó, xe vừa về nên là anh chị thấy nó dơ, nhưng mà đúng 25.000 km anh chị nhá, mới tinh luôn. Đây, tất cả những cái chi tiết nguyên bản tuyệt đối. Đó. Đúng 25.000, mới tinh luôn. Đó. 25.000 anh chị nhá, siêu mới rồi.
Ok. Siêu. Chiếc xe này sơn zin 100% luôn nhỉ? Sơn zin tuyệt đối luôn. Sơn zin tuyệt đối, tất cả những cái chi tiết của nước sơn zin hết. Vỏ này đây, vỏ theo xe này. Vỏ theo xe chị nhá. Đây. 25.000 vỏ đây. Tuần thứ 45 năm 2015 này. 368 triệu và anh chị nào thích một chiếc xe đẹp chuẩn như thế này thì nhanh tay anh chị nhá. Xe này em vừa về tức thì luôn. Đấy. Tất cả những cái lắc keo sơn zin còn nguyên này. Đấy, bốn vỏ này. Vỏ theo xe hết good year nhá. Tất cả là date 2015 hết. Đấy. Tuần thứ 42 15 này. Quá đẹp đúng không? Rồi, 368 triệu cho chiếc Kia Karen. Mẫu 5+2 2.0 máy xăng. Đó, rất đẹp rồi đúng không ạ? Ok. Một chiếc Kia Morning SI 2017. Chiếc xe này là màu đỏ này, 2017 và đang là 275 triệu anh chị nhá. 275 triệu cho chiếc Kia Morning SI 2017 này. Đó, 275 triệu. Mang biển số thành phố. Ok, màu đỏ. Rất là nhanh thôi. Rồi. Mời chị vào bên trong. Một chiếc Accent 2013 cũng vừa về đây, mang biển số 67 An Giang. Một chiếc xe mà đã được chủ xe vào một bộ mâm sơn, một bộ mâm thể thao màu đen, bộ tem. Đó, và giá bán đang là 335 triệu chị nhá. 2013. Xe chạy 58.000. 58.000. Có màn hình rồi. Đây. 58.000 anh chị nhá, 58.000. Ghế lỉ zin rất mới luôn, trần ni lông. Đó. Đang là 335 triệu chị nhá. 335 triệu cho chiếc Accent này. Xe vừa về đây là em đang để tạm đây thôi. Đó. Cái này thì ở trên nó bị hư mà. Rách mất bộ ghế này, em sẽ bọc cho chị bộ ghế mới nhá. Bên trong vẫn còn nguyên ghế lỉ zin. Đó. 2013. 335 triệu, rất đẹp, một mẫu xe số sàn hàng nhập. Đó, Hyundai Accent 2013. Ngày hôm qua thì em ăn quay nên là bị mất tiếng một đoạn nên là hôm qua quay nên là rất tiếc, xin lỗi anh chị là cái vấn đề ngày hôm qua bị mất tiếng nên là anh chị không biết hết được. Chiếc Mazda 3 2015 hatchback đuôi ngắn và xe mới chạy có 36.000 thôi, bao chuẩn cho chị nhá. 36.000 và xe này thì còn hỗ trợ banh. Mẫu xe này thì em ăn cũng đã có một video chi tiết rồi, 508 triệu. Để xử lý mẫu xe này 508 triệu anh chị nhá. Đã có video chi tiết rồi. Đó, Mazda 3. Rồi, một chiếc i10 đi. i10 tự động hatchback máy 1.2 bản đủ. Số tự động máy 1.2. Và giá bán hiện tại mẫu xe này đang là 338 triệu cho chiếc i10 tự động máy 1.2. Đó, máy 1.2. Xe này thì đã vào màn hình Android rồi. Còn nguyên bản nội thất vẫn là cái tông màu đỏ đen. Ghế da màu đen kết hợp lì đỏ. Đó. 338 triệu chị nhá. Ok. Rồi. Kế bên là một chiếc Kia Morning mà có lẽ là đây cũng lại là một hàng cực kỳ đẹp. Sao bên em luôn luôn sưu tầm những cái hàng thực sự chất lượng về để phục vụ anh chị. Một chiếc Kia Morning 2015 thôi. Và em ăn rất thích cái mặt ca lăng của mẫu xe này, giống như một chiếc bản nhập. 2015 số tự động và chiếc xe mới chạy có 25.000 chuẩn thôi. Đúng chuẩn 25.000 nha anh chị nhá. Đây, sao anh chị coi xe đây. Những cái chi tiết đầu ốc này vẫn còn nguyên những cái dấu chấm sơn. Rất là mới. Máy đây. Đó. 299 triệu anh chị nhá. Ra là với những anh chị đã từng lên mua xe bên em đều biết, khi mà lên trực tiếp xem xe, em An luôn luôn để cho anh chị một cái giá tốt nhất có thể với đúng chất lượng của một chiếc xe đó, đáp ứng cho anh chị. Rồi, một cặp Hyundai i20 2015 màu đỏ và màu trắng, đều là một cặp luôn. Bản nhập máy 1.4 và hai mẫu xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 459 triệu. Đồng giá luôn anh chị nhá. 459, chiếc xe này mang biển số Tây Ninh. Xe này mang biển số Bình Dương. Đó, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Kiểu dáng rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Rất đẹp và gọn gàng. Bản nhập ấn máy 1.4. Đó. Một cặp luôn anh chị nhá. Có lẽ là chiếc màu đỏ thì em An đã có một video rồi, còn chiếc màu trắng này thì sẽ giới thiệu chi tiết hơn một chút. Tại vì chiếc màu trắng này thì em chưa có video. Đó. Thất thì vẫn là ghế lỉ kết hợp với phần đen và kết hợp màu cam, cực kỳ là thể thao luôn. Đó. Hai ngàn. Đợi em chút. 459 triệu chị nhá. Đó. Bản nhập, cụm đèn hậu dạng giải, có giải LED định vị, có cụm đèn pha cũng có giải LED luôn. Cụm đèn hậu LED 3D chị nhá. Rất mới và đẹp luôn. Đó.
459 triệu giá còn thương lượng và vẫn hỗ trợ banh cho anh chị, giá đang tháo còng bình rồi. Em xin phép đang tháo còng bình. Chiếc i10 sedan này ngày hôm qua em An có giới thiệu rồi. Nhưng mà xe này thì em mới vừa nhận cọc tức thì về Bến Tre. Mẫu này vừa nhận cọc anh chị nhá. Rồi ra ngoài này đi. Một chiếc Mazda 3 sedan này đi có 25.000 thôi. Ngày hôm qua em lên sóng thì anh trai ở Khánh Hòa vào chốt luôn rồi, vừa chốt tức thì luôn. Đó, rất là nhanh luôn, một chiếc xe rất đẹp 25.000 và không thể chê được. Rồi, một chiếc Kia Soluto 2020 số tự động, bản Deluxe số tự động 2020 và chiếc xe mới chạy có 9.370 km thôi, rất mới. 9.370 km. Quay kỹ một chút những cái mẫu xe mà mới. Mẫu xe này thì em An chào bán mức giá là 420 triệu anh chị nhá, mang biển tỉnh. Bản này thì có gương kính chỉnh điện. Đó. Màn hình cam lùi số tự động. Đó. 2020. 420 triệu anh chị nhá. 420 triệu cho chiếc Kia Soluto này. Mới tinh. Rồi. Đây cho anh chị coi phần đây, một vào bên trong một chiếc Accent. Accent 2019. 2019. Đó, số tự động. Và xe này mới chạy có 35.000. Số tự động bản tiêu chuẩn anh chị nhá, đã vào bộ ghế da cho anh chị sẵn rồi. Đó, vào bộ ghế rồi. Mẫu xe này thì em An đã có video chi tiết rồi. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 486 triệu. Đó, 486 triệu anh chị nhá. Mới tinh luôn. Đó. Ok. Một chiếc Kia Sedona. Mẫu xe này em An cũng đã có video rồi. Tất cả những cái chiếc xe mà đã có video thì em An sẽ quay nhanh thôi, rất nhanh thôi. Một chiếc xe 2015 mà chạy có 53.000 chuẩn. Và đây là bản full xăng anh nhá. Hai cửa lùa điện. Giá bán hiện tại mẫu xe đang là 715 triệu. Ok. Rồi vào bên đây. Rất nhiều những cái mẫu xe đẹp. Em sẽ chỉ nhanh thôi nhá. Một chiếc Accent luôn 2019. Như vậy là bên em sẽ có 3 chiếc 2019 số tự động và một chiếc 2020 số tự động bản tiêu chuẩn. Đồng giá 486 triệu số tự động 2019 mang biển số Đồng Nai. Đó, ok. Mazda 3 đã có video 2015 bản sedan anh chị nhá. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 488 triệu Mazda 3 màu đen mang biển số Bình Dương. Chiếc Accent này thì 2018 chạy chuẩn 32.000 và sơn zin tuyệt đối. Chiếc xe này thì em An đã nhận lời của một chú ở ngoài Phú Yên rồi. Ngày mai chú sẽ vào nhưng mà hiện tại thì cũng chưa nhận cọc, nhưng mà ngày mai chú sẽ vào. À, hôm trước chú mua hụt mất một chiếc màu đỏ. À, ngày mai chú sẽ vào. Đây là chiếc 2020 này. Accent 2020. Xe này thì chủ xe đã dán những cái đề can đen ở trên nóc này rồi. À, 2020 cũng đã vào một bộ ghế da theo bản đặc biệt, phong cách của bản đặc biệt cho anh chị. 499 triệu chị nhá. Accent thì giá nó sẽ hơi cứng một chút, nó sẽ không mềm những dòng khác. Đó. So với giá mới thì cũng chênh lệch đâu đó được khoảng 70-80 triệu thôi. Đó. 2020 chị nhá. Đó. Em đã bọc cho anh chị bộ ghế da rồi. Đó, ok. Rồi. 499 triệu anh chị nhá. 499 triệu. Ok. Đó, con xe này thì em cũng chưa có quay gì video chi tiết đâu. City 215. City 215. Biển số thành phố số rộng. Con xe này thì đang là 415 triệu anh chị nhá. Đó, đã có ghế da rồi. Chưa có màn hình thôi. Đã ghế da thảm nó sàn 6D. Thảm nó sàn 6D anh chị nhá. Đấy. 2015 mang biển số thành phố. Anh chị nào hộ khẩu thành phố mình tiết kiệm được 20 triệu rồi. Ok. 415 triệu. Đây. Quay qua vòng nhá. Cảm biến đầy đủ hết, rất đẹp luôn, mới tinh. Anh chị có thể nhìn ngắm. 2015 415 triệu. Rồi. Đây là mẫu xe gọng B mà có thể nói là rộng và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Ok. Đó. Đây. Đó. Ok chưa? Đó. Lót sàn đầy đủ hết rồi.
Thì tất cả anh chị cứ lên xem xe và trải nghiệm xe anh chị nhá. Rồi. Rồi, City 415 triệu. Ok, ngay sau lưng anh chị đây, một chiếc xe rất là dơ. Vừa về tức thì một chiếc Elantra số tự động máy 2.0. Máy 2.0 anh chị mang biển số Bình Dương 2018 Elantra 2018 rất mới luôn. Đây. Bản này bản 2.0 anh chị nhá. Xe đang chạy 30.000. Siêu mới đúng không ạ? 30.000 km Elantra. Cũng mới về đây. 30.000. Giá bán hiện tại mua xe đang là 588 triệu anh chị nhá. 588 triệu. Chứ chiếc Elantra 2018 này. Form những cái form đời này thì em An rất là thích luôn. Form của 2018 cực kỳ là đẹp. Cá nhân em An thì rất thích cái form này. Đó, form rất là đẹp. Đó. Nó sẽ có một số vết chày vì xe mới về nên là hơi dơ một chút. Cho anh chị coi qua máy ha. Thiết kế Elantra chạy cực kỳ là đầm anh chị. Cực kỳ đầm và thiết kế rất trẻ trung. Đó. Mới tinh luôn nhá. Qua đây cho anh chị coi máy này. Siêu mới luôn. Đó. Rồi, nói chung là em giới thiệu sơ qua vậy thôi. Vì xe nó rất là dơ vì mà để mà nhìn rõ thì hơi khó, cho chị nhìn qua hai bên hông đi. Đó, nhìn toàn cảnh đi. 588 triệu chị nhá. 588. Elantra 2018 bản 2.0. Rất mới à đúng không ạ? Ok. Rồi, chiếc Colorado này 2018 đăng ký 19 này, xe chạy 35.000. Xe này bên em vừa đi về nên là còn dơ, vừa đi công việc về. Mẫu xe này thì hiện tại đang là 599 triệu chị nhá. 599. Rồi bây giờ mời anh chị đi ra vế bên đây. Thì một dàn những cái mẫu xe bên đây thì em sẽ giới thiệu đến anh chị này. Đây, mời anh chị đi vào đây nhá. Em sẽ giới thiệu từ trong ra đi. Từ trong ra đi. Một chiếc Karen 2010 này. Karen 2010. 2010 và mẫu xe này em An đã có video rồi. Giá bán hiện tại đang là 279 triệu. Một chủ mua mới từ đầu. Rất là đặc biệt và tuyệt đối là máy vẫn còn zin chuẩn chỉ luôn. Không có ra máy anh chị nhá. Chuẩn chỉ luôn. Đó. Xpander 2019 đi 7.000 cũng đã có video rồi. 588 triệu số tự động. Bản nhập. Đó. Một chiếc Camry, mẫu xe này thì em sẽ sắp thời gian quay chi tiết sau. Camry 2009, 2010 2.4G. Và giá bán hiện tại đang là 495 triệu 2010, rất mới luôn. Mẫu xe này sẽ là một video chi tiết sau. Đó, cực kỳ là đẹp, nội thất rất sang luôn. Một chiếc Xpander số sàn 2020 và giá bán hiện tại bên em đang trả bán giá là 538 triệu. Đó, 538 triệu. Mẫu xe này thì em An cũng đã làm video chi tiết rồi. Đây, hai mẫu xe này thì em sẽ xếp thời gian quay chi tiết này. Một chiếc Chevrolet Chắc 2017 và đăng ký lần đầu 2018, máy 1.4 số tự động. Bản này là bản nhập Hàn Quốc anh chị nhá. Một mẫu xe gần hao hao giống EcoBoost đúng không ạ? Form dáng khá là lạ mắt. Và mẫu xe này thì giá bán đang là 490 triệu anh chị nhá. 490 triệu bản nhập. Rất là đẹp luôn. Một chiếc đây, CX5 2016 2015 bản này bản 2.0 2 cầu màu trắng mang biển số thành phố mà giá bán hiện tại cho mẫu xe đi 60.000 này đang là 615 triệu anh chị nhá. Khá là đẹp luôn. Đó. 2015 ở đây có rửa đèn luôn. Rất là hay luôn nha anh chị. Có rửa đèn hai bên luôn. Đó. Cho anh chị quay qua nội thất đi em. Còn rất là mới đấy ạ. Ok. CX5 2015 2.0 2 cầu. Cửa sổ trời. Rửa đèn đầy đủ hết. Đó. Mẫu 5 chỗ rất là rộng rãi đúng không ạ? Đó. Ok. À, đi về đằng sau này. Đây, phần đuôi đây. Cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đó. Em cho góc rộng ra một chút cho anh chị coi cho thoáng. Đó. 2015 anh chị nhé. Rất là mới, biển số thành phố rồi. Đây sẽ cho anh chị coi chiếc chắc này. 2017 đăng ký 18 màu đỏ. Cụm đèn hậu sau khá là đặc biệt đúng không? Rất là đẹp nha anh chị, nhìn cái form dáng này. Khá là đẹp mắt luôn. Cao rất là rộng rãi luôn.
Đó, bánh mâm lớn, khả năng cách âm khá tốt. Đây là bản nhập, gần như là cái mẫu xe này mà anh chị đi ngoài đường ấy, rất là hiếm gặp luôn, và trải nghiệm rất ổn luôn. Đây, nội thất mới tinh luôn nhá, xe mới chạy có năm mấy ngàn thôi, cực kỳ đẹp. Mới tinh nhá, đây cho qua máy nhá, đó, máy móc nói chung là em bao zin tuyệt đối cho anh chị luôn, đó, bao chuẩn chỉ hết, 490 triệu, tầm tiền gần 500 triệu thì rõ ràng đây là mẫu xe rất là ổn này. Đó. Rồi hai chiếc xe K3 214. Mẫu xe này thì em An cũng đã làm một video rồi, 214 và chuẩn 45 ngàn. Cực kỳ là mới, 455 triệu số tự động bản full anh chị nhá, cửa sổ trời. Một mẫu xe kiểu dáng khá là đẹp mắt rồi đúng không ạ? Chiếc Atis 218 màu bạc 658 triệu và chị cứ lên xem xe em An còn bớt cho anh chị. 658 số tự động 1.8. Đi mới có 31, 32 ngàn thôi, mang biển tỉnh. Rồi, rồi bây giờ thì mời anh chị xuống khu vực dưới. Em An sẽ còn rất nhiều các mẫu xe để phục vụ anh chị nhé. Rồi, anh chị đi khu vực dưới này, rất là nhiều luôn. Và anh chị cứ lên xem xe trực tiếp để thương lượng giá và chạy trải nghiệm xe. Và em thấy có một số bình luận nói là làm côn rồi là lỗi, thì đấy không gọi là lỗi được. Khi mà một chiếc xe có thể là không cần đi nhiều đâu, chỉ cần một người lái á, chạy không quen á, là ép côn nhiều quá, côn rất là nặng, phải làm lại côn, đấy là điều rất là bình thường. Rất là bình thường, làm côn là cái điều rất là bình thường, không thể gọi đấy là lỗi được ạ. Đó, lỗi ở đây là phải là ra máy thủy kích cơ thì mới gọi là lỗi được. Còn nó làm côn lại thì không gọi là lỗi được. Đó, chiếc Vios 219 bản 7 túi khí và đã vào ghế da màn hình rồi. Vào ghế da màn hình 428 triệu chị. Toyota Vios E số sàn màu vàng đồng 428 triệu. Đó, cực kỳ là nhiều những mẫu xe đúng không ạ. Mẫu xe này thì em An cũng đã có video rồi à. Khu vực dưới đây là khu vực làm đẹp xe, chăm sóc xe. Đó, ok rồi. Đó, tất cả là xe này mới chạy 40 ngàn, cũng vào lipo cho anh chị sẵn đằng sau rồi. Đó, vào lipo. Đó, ok rồi. Tiếp theo một chiếc Kia Carnet 2011 số tự động 318 triệu, 211 anh chị nhé. Kia Carnet số tự động 2011 rất là mới luôn này, màu đen anh chị nhé. Bản này có cửa sổ trời luôn. Đó, máy đây, mới tinh, 318 triệu thôi anh chị nhé. Đó, Kia Carnet mới về. Đây, cho anh chị qua bên đây. Đó, này có ghế điện luôn anh chị nhé. Ghế điện này, số tự động. Này, đem đang tháo mình trên cửa sổ trời này. Đấy, trần ni lông rất mới luôn. Đó, ghế lì zin này, đẹp, rất đẹp luôn. Đó, 318 triệu thôi anh chị nhé. Có màn hình cam lùi rồi, điều hòa auto. Đây, hàng ghế sau có ghế điện anh chị nhé. Đó, hàng ghế này mình có thể tùy chỉnh kéo lên xuống. Ok. Đó, 318 triệu chiếc Carnet này. Đó, một cặp Kia Cerato ngày hôm qua em về là 218, con này là 218 bản full 6 chị nhá. Và 218 này thì đã có má ghế cam rồi, ghế hai màu, ghế hai màu chị nhá, ghế hai màu, ghế hai màu. Cerato 218 anh chị nhé, bản full và giá bán đang là 558 triệu, 558 triệu anh chị nhé. Ghế hai màu rồi, đó, một cặp luôn. À, như vậy là bên em sẽ có tổng 3 chiếc Kia Cerato, 2 chiếc bản full, 3 chiếc bản full luôn, 2 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu đỏ,
một chiếc Kia Seato 2018 luôn, biển thành phố. Xe đang chạy 33.000. Giá bán đang là 559 triệu anh chị nhá, 559 triệu. Đấy, 559 triệu cho chiếc Seato 2018 này. Đó. Có cả một trình 33.000 anh chị, bao chuẩn cho anh chị luôn. Rất mới đúng không? Mang biển số thành phố rồi. Đó, anh chị làm mình ở thành phố đi. Tiết kiệm được cái tiền biển số. Đó. Vậy thì em An đang có 3 chiếc Kia Seato. Mẫu xe cũng rất là hot, bởi vì ra là tầm tiền của một mẫu xe với các bạn C thì Kia rất là mềm. Rất là mềm giá, và đặc biệt là tầm tiền nó mềm đúng không ạ? Tầm tiền rất là mềm rồi. Đó. Đây. Chiếc City Top này thì em tạm ngưng giao dịch nhé. Em vừa nhận cọc cho khách làm ngân hàng rồi. Chiếc Seato này thì đang đánh bóng này, đang xả đánh bóng 2018 luôn. Và bản 1.6 thôi anh chị nhé. Có thể chủ xe dán số 2.0 thôi. Và giá cũng là đồng giá 559 triệu luôn. Biển số thành phố khá đẹp mắt rồi. Đúng, xe đang dọn dẹp. Đó. Ok. Tất cả đang dọn anh chị nhé. Sẽ quay rất nhanh thôi. Rất mau chị thông cảm. Rồi một chiếc Tucson bản full xăng 2018 màu đỏ đô đây. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2018, một chiếc Hyundai Tucson. Xe này thì mới mua về nó rất là dơ đúng không ạ? Xe còn rất là dơ. Vậy mà khi anh chị nhìn thì nó sẽ không được đẹp mắt lắm luôn ạ. Xe đang đánh bóng lên thì long lanh lắm. 2018 mà giá bán hiện tại cho bản full xăng này đang là 778 triệu anh chị nhá. Đó, Tucson 2018 màu đỏ đô, khá đẹp mắt đúng không ạ? Bản full. Đó, có cốp điện luôn. Đó. Chiều mới này. Mang biển số Bình Dương. Bình Dương. Đây. Số Bình Dương. Đó. 61A54862. Ok. Rồi. Ngoài này còn 3 mẫu xe cuối cùng em sẽ giới thiệu anh chị. Một chiếc Innova 2018. 2018 anh chị nhá. 590 triệu, chuẩn 60.000. Và vẫn là không một lỗi nhỏ từ máy, khung gầm, keo chỉ, vẫn là không một lỗi nhỏ. 595 triệu. Đó. Innova. Rồi, hai mẫu cuối cùng sẽ là một chiếc Kia Rio số sàn bản nhập 2016 và giá bán đang là 333 triệu. Đó. 333 triệu anh chị nhá. Và một chiếc Accent này thì em cũng mới về này, mang biển số thành phố rồi. Số tự động 2019 mới chạy có 37-38.000 thôi. Một chủ tự động 2019 đang vừa về nên là rửa dọn và đánh bóng lên. Đó, anh chị nào ở thành phố mình mua chiếc này cũng đồng giá 486 thôi. Em An bán bằng giá biển tỉnh. Rồi một lần nữa thì cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về mẫu xe của em, những mẫu xe của em An. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Rất mong sự ủng hộ, sự yêu thương góp ý rất chân thành của anh chị. Và em An là người duy nhất đứng ra bán hàng tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và tất cả những hình ảnh của em An chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh An Ô Tô Cũ Bình Dương thôi. Vì vậy mà em Hoàng An chịu trách nhiệm về tất cả những chiếc xe em Hoàng An bán ra. Tất cả đều là viết giấy và tất cả là đều có trách nhiệm với anh chị. Vì vậy mà anh chị cứ lên xem xe, bao test cho anh chị thoải mái luôn. Để tránh những cái bình luận tiêu cực không như mong muốn thì anh chị hãy lên trực tiếp để xem và trải nghiệm xe. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị và xin hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Kính chúc tất cả anh chị có một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào.